Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch công tác thanh niên năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2022 nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức chương trình đối thoại tháng 3 giữa lãnh đạo thành phố và đại biểu thanh niên năm 2022 với chủ đề Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đồng chủ trì chương trình đối thoại. Chương trình đối thoại tháng 3 được tổ chức vào tháng thanh niên hàng năm là diễn đàn để lãnh đạo thành phố nắm bắt tình hình, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của thanh niên nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Chương trình đối thoại năm nay với chủ đề Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 càng lột tả hơn sự quan tâm đặc biệt mà lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố dành cho thanh niên. Tại diễn đàn, các đại biểu thanh niên đã đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất đến lãnh đạo thành phố xoay quanh các nội dung về các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác lập tại Nghị quyết số 78 ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030. Các chủ trương chính sách của thành phố trong các hoạt động phát huy vai trò của thanh niên trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính quyền, các chính sách liên quan trực tiếp đến phát triển thanh niên như lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng sống, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên. Cũng rất mong muốn là các cấp lãnh đạo các ngành trong thời gian đấy sẽ có quan tâm nhiều hơn trong đối với công tác thanh niên, nhất là trong cái định hướng nghề nghiệp việc làm cho thanh niên. Cái thứ hai là chính sách đối với là cán bộ đoàn. Kiến nghị thành phố xem xét tiếp tục đi đầu trong cả nước trong cái việc mà phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thì theo tôi, những chính sách trong thời gian tới thì cần bám sát những cái cơ chế chính sách mới của Trung ương cũng như là đảm bảo được phù hợp với lại cái tiềm lực, cái nhu cầu thực tiễn của thành phố chúng ta. Tại chương trình, lãnh đạo thành phố và đại diện các sở ban ngành cũng đã lắng nghe, giải đáp và trao đổi các ý kiến, kiến nghị, đề xuất, những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của thanh niên. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đề nghị các sở ban ngành địa phương tập trung chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục cho phù hợp với từng đối tượng lứa tuổi, thường xuyên tổ chức các phong trào hành động của đoàn, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình đối thoại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể trên từng ngành, từng lĩnh vực cũng như tham mưu thành phố các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030. Sắp tới đây thì Hội đồng Nhân cũng sẽ nghiên cứu mấy cái các đồng chí quan tâm thôi. Một là ngân sách hoạt động của đoàn xã phường cũng sẽ tính toán nâng lên. Bây giờ 30 triệu thì chắc cũng sẽ nâng lên ít nhất là 1,4 lần. Cái thứ hai nữa là chế độ cho cán bộ không chuyên trách dưới phường xã, nghĩa là ở đây là chức danh bí thư chi đoàn á, thì cũng sẽ nâng lên tùy theo quy mô. Về thiết chế văn hóa thể thao phục vụ cho thanh niên thì tôi đề nghị là các địa phương cũng có quan tâm. Hiện nay thì chúng ta đang quy hoạch chung thành phố, đã có quy hoạch chung rồi. Chúng ta quy hoạch phân khu đến cái quy hoạch chi tiết. Thì trong quá trình quy hoạch chi tiết thì đề nghị đoàn thanh niên tham gia vào quy hoạch các phân khu và quy hoạch chi tiết. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm, tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cần nâng cao hơn nữa vai trò sứ mệnh của thanh niên trong bối cảnh mới, khi thành phố đang đẩy nhanh các hoạt động xây dựng xã hội số, chính quyền số, kinh tế số. Bây giờ mình xây dựng chính phủ điện tử, mình xây dựng thành phố thông minh thì cũng nhiều yếu tố, nhưng mà trước hết phải có công dân thông minh cái đã. Thành phố thông minh, chuyển đổi số mà không có công dân thông minh thì rất là khó. Nhưng mà cái này là ưu thế của tuổi trẻ. Rồi một số cái việc tôi thấy là có đề xuất thì các bạn đề xuất rất là cụ thể thì các ngành cũng phải tiếp thu. Ví dụ như cái quỹ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm cho thanh niên. Bây giờ đúng là rất cần. Thành phố cũng nghị quyết đạo 2 đảng bộ thành phố là nói là trong nhiệm kỳ 22 này phải có 200 cái dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là có sản phẩm đưa vào thương mại hóa. Chứ chưa nói là chỉ dừng lại dự án nè.
mà dự án phải có cái sản phẩm đó đưa vào thương mại hóa, nghĩa là phải có doanh nghiệp người ta mua sáng kiến rồi người ta phải cụ thể hóa thành sản phẩm rồi người ta đưa ra thị trường. Nhưng mà đúng 2 năm đại dịch là bây giờ rất là khó khăn trong việc này. Bây giờ làm ra, các bạn thanh niên làm ra thì muốn đưa vào thực tiễn thì không có vốn. Không có vốn, bây giờ cơ chế nào để có cái nguồn vốn, mà nguồn vốn đây gọi là quỹ đầu tư mạo hiểm. Cơ chế nào để làm việc này thì hiện nay đúng là chúng ta cũng chưa có. Nhằm xây dựng cơ chế phối hợp và cụ thể hóa các nhiệm vụ được nêu tại nghị quyết số 78 của Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển thanh niên, diễn đàn đối thoại lần này đã tiến hành lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân thành phố và thành đoàn về thực hiện chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.